chưa đầy 6 tháng mình quay lại đây thì thấy tốc độ quá là nhanh. And if you look now outside, không thể tin how được. Fast everything tôi is going, kinh ngạc I must tốc be độ honest, I was very surprised myself. Dự án rất là lớn, với cái quy mô có thể là đặt là tầm quốc tế. Và đây cũng là cái dự án mà có cái tiến độ đầu tư nhanh nhất, với cái quy mô lớn nhất và tạo thuận lợi nhất cho du khách. Chỉ sau một đêm thôi, thì tất cả mọi thứ nó đã khác. Cái dự án này là cái tiến độ có lẽ là nhanh nhất trong các dự án đầu tư trên cái đất nước Việt Nam. Trên đất nước Việt Nam ta. Tháng 4 năm 2014, tập đoàn FLC chính thức được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trao giấy chứng nhận đầu tư quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tiêu chuẩn quốc tế tại thị xã Sầm Sơn, đánh dấu điểm gặp nhau giữa chiến lược đầu tư của tập đoàn FLC và ước vọng, quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc khai thác tiềm năng, đưa du lịch tỉnh sánh tầm khu vực. Tiềm năng về du lịch của Thanh Hóa, đặc biệt là tiềm năng du lịch của Sầm Sơn, cái môi trường đầu tư và cái yếu tố thứ ba là cái vị trí địa lý. Đấy là ba cái yếu tố quyết định FLC đầu tư một cái dự án lớn vào Thanh Hóa như vậy. Là dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch lớn nhất cho đến thời điểm hiện nay tại Thanh Hóa. Thị xã Sầm Sơn là một đô thị du lịch có nhiều tiềm năng và đã có thương hiệu nổi tiếng từ lâu. Tuy nhiên thì chúng tôi đang rất thiếu cái phân khúc du lịch cao cấp. Khi FLC đầu tư vào Sầm Sơn thì chúng tôi rất mừng và đã bắt tay ngay vào công việc. Được quy hoạch trên một khu đất rộng hơn 200 hectare thuộc địa bàn xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, nơi tiếp giáp giữa dòng sông Mã và bờ biển Sầm Sơn. Tháng 5 năm 2014, dự án được khởi công. Từ đây, một câu chuyện kỳ tích bắt đầu được viết nên. Khi chúng tôi đặt chân lên cái vùng đất này, nó còn là một cái vùng đất hoang sơ, rất nhiều đầm đìa tôm, rất nhiều vùng trũng, nền đất yếu. Vào đầu tháng 10 năm 2014, chúng tôi bắt đầu triển khai đồng loạt và đồng đều ở tất cả các hạng mục. Qua 3-4 lần có cơ hội được xuống thực địa dự án, thì có thể nói là tất cả các hạng mục đều dưới hình thức là gần giống như kiểu là rời non vào lớp biển. Ở trong bất động sản thì nó là một trong những cái điều rất là khó khăn đối với chủ tư. Để san lấp được đó là hàng triệu khối cát, triệu khối và rất nhiều coi như là vật liệu dùng thay thế cả cát. Thì riêng sân gôn đã phải hàng triệu khối cát rồi. Thế sau đó đến tổng mặt bằng cho tất cả khu biệt thự, khu a la carte, khu clubhouse và khu fusion. Chúng tôi đã làm được bằng cái sự nhiệt huyết, bằng cái tâm huyết, nó không còn là khó khăn mà nó đã hiện hữu được chuyện như hiện nay. Dự án có tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục sân golf 18 lỗ, nhà câu lạc bộ golf rộng 8.000 m², khu resort 5 sao cao cấp gần 100 phòng, khách sạn 5 sao gần 600 phòng, bể bơi 4 mùa nước mặn lớn nhất Việt Nam rộng 5.100 m², trung tâm hội nghị quốc tế 1.300 chỗ, khu vui chơi giải trí và gần 1.000 căn biệt thự. Lãnh đạo các cấp tỉnh Thanh Hóa đã dành cho dự án, chủ đầu tư và các nhà thầu những chính sách, sự hỗ trợ tối đa. Tập đoàn FLC huy động lực lượng con người và máy móc thiết bị chưa từng có. Chúng tôi đã tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư trên tất cả các mặt, tập trung cao nhất của toàn bộ hệ thống chính trị. Và sự ủng hộ rất nhiệt tình của những người dân địa phương, họ đã kể cả ngày đêm tháo dỡ những công trình hiện hữu trên đất của họ để bàn giao lại cho dự án, thi công cho kịp. Đấy là những cái sự ủng hộ của rất là mang ý nghĩa. Công trường dự án thường xuyên có mặt hàng trăm chuyên gia nước ngoài, hàng nghìn kỹ sư, công nhân viên cùng máy móc thiết bị hiện đại thi công ngày đêm. Ban lãnh đạo tập đoàn trực tiếp chỉ đạo thi công, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các sở ban ngành và thị xã Sầm Sơn thường xuyên đôn đốc công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, kiểm tra tiến độ dự án. Không khí khẩn trương diễn ra từ trong các cuộc họp giao ban của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, của tập đoàn FLC và lan tỏa trên khắp công trường dự án. There are not enough hours in a day to make everything happen what they want. It's really amazing to see how strong this company is to make this beautiful resort. Rất nhiều các cái căn biệt thự sân golf thi công trong vòng có 50 ngày. Khu biệt thự Fusion có 6 tháng thôi. Từ khi đặt viên gạch đầu tiên, nhà đa năng là chúng tôi thực hiện trong vòng 7 tháng. Từ khi bắt đầu ép cọc, còn nhà clubhouse cũng tương tự như vậy. Để đạt được cái tốc độ thần kỳ như vậy
thì phải nói là sự vào cuộc quyết liệt và rất sát sao của ban lãnh đạo tập đoàn, của ban dân tỉnh, thị xã, của tất cả những người dân đã hiểu rất rõ về cái dự án và cái lợi cho thị xã, cho những người dân và cho tỉnh nhà. Bên cạnh sự ủng hộ, đồng hành của các cấp chính quyền và người dân địa phương, thì sự vững mạnh, chủ động về nguồn lực tài chính, đội ngũ quản lý chuyên nghiệp điều hành hàng trăm nhà thầu thi công 3K trên công trường, đó chính là những yếu tố then chốt để chúng tôi đạt được tiến độ như mong muốn. Tất cả cho một tiến độ thần tốc, cho sự tiếp đón chu đáo của Thanh Hóa với nhiều triệu lượt du khách trong năm du lịch quốc gia 2015, cho diện mạo mới của du lịch xứ Thanh, cho vị thế mới của Thanh Hóa trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Và mảnh đất hoang sơ ngày nào đã hàng ngày thay da đổi thịt. Chỉ sau chưa đầy một năm thì các cái hạng mục cơ bản đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhiều đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước khi đến thăm dự án đều không giấu nổi sự ngạc nhiên về quy mô, về tiến độ của dự án, đánh giá cao năng lực triển khai của tập đoàn và chính sách, công tác hỗ trợ nhà đầu tư của chính quyền địa phương. Chỉ trong vòng một năm, gần 7 triệu mét khối cát đã được bàn tay con người bồi đắp lên vùng đất trũng rộng 200 hectare, tạo mặt bằng để xây dựng hàng trăm nghìn mét vuông công trình. Và trên nền mênh mông cát đó, các tòa nhà mang phong cách châu Âu hiện đại, hài hòa với thiên nhiên đồng loạt nổi lên, xen giữa màu xanh bát ngát của thảm cỏ sân góp, của vườn hoa cây cảnh và của biển Sầm Sơn. Các cái công trình dịch vụ xung quanh mà có một cái sân golf sát bờ biển như thế này thì hiếm có. Sân golf 18 lỗ FLC Sầm Sơn Golf Links là điểm nhấn đầu tiên làm nên đẳng cấp của quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn. Đây sẽ là sân golf Diclos đầu tiên tại Việt Nam và cũng là một trong những sân golf hiếm hoi tại châu Á cũng như thế giới, kết hợp giữa hai tên tuổi hàng đầu của làng golf, đó chính là Diclos và Frogstick. Đây sẽ là một sân golf tuyệt vời dành cho các golf thủ Việt Nam và châu Á. Kiểu sân golf kiến trúc dạng linh chan hòa gió, sông và biển này sẽ mang lại cho các tay chơi một trải nghiệm tuyệt vời. Các hạng mục của FLC ở đây có chất lượng vượt trội. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những sân golf hàng đầu Việt Nam. Cùng với đó là trung tâm hội nghị quốc tế, khu vui chơi giải trí, bể bơi nước mặn 4 mùa lớn nhất Việt Nam, các khu spa, nhà hàng, khu biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp cùng khách sạn 5 sao Alacate được thiết kế, quản lý, thi công và vận hành bởi tập đoàn Serenity, đơn vị vận hành khách sạn nổi tiếng thế giới. Tất cả tạo thành một quần thể đồng bộ, đặc sắc để có thể thu hút du khách đến với Sầm Sơn 4 mùa trong năm. Một cái không khí rất là dễ chịu, vừa ngâm, vừa tắm, vừa bơi, vừa nói chuyện, thật sự là vừa ấm cúng lại làm cho mình sảng khoái hơn. I am very proud to be tôi vô cùng tự hào khi được ở đây ngày hôm nay vì chúng tôi đã sẵn sàng để phục vụ các bạn tại đây cũng như hướng tới mang lại một trải nghiệm đẳng cấp cho cả miền Bắc Việt Nam. Sẽ tạo ra những đột phá lớn về chất lượng du lịch, cơ cấu các cái sản phẩm dịch vụ du lịch và đột phá về hạ tầng và cảnh quan du lịch. Ở đây cũng là một cái yếu tố thúc đẩy để chúng tôi tiếp tục thu hút được các dự án đầu tư khác về dịch vụ du lịch trên địa bàn. Không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn, FLC Sầm Sơn còn là chốn an cư lý tưởng. Nhiều người có khả năng, không riêng gì cá nhân tôi. Trong đợt mở bán đầu tiên khu biệt thự sinh thái FLC Residence Sầm Sơn ngày 31 tháng 5, đã có trên 300 khách hàng và nhà đầu tư đặt mua, vượt quá số căn mở bán. Và không còn là mong ước nữa, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn 4 mùa, là chốn an cư hơn cả niềm vui sống. Thần đèn FLC, biệt danh mà người dân địa phương đặt cho tập đoàn FLC đã thực sự khoác tấm áo mới cho du lịch biển Sầm Sơn, mang lại cho khu du lịch vốn rất giàu tiềm năng này sự tự tin, sẵn sàng đón tiếp cả những du khách quốc tế khó tính nhất.